Nữ sinh Ninh Bình đột nhiên mất tích, gia đình đã tìm kiếm suốt 3 tuần nhưng vẫn chưa thấy. Em Hà Thị Phương Linh, 17 tuổi, học lớp 12, trường cấp 3 Bình Minh, Kim Sơn, Ninh Bình, đã mất tích hơn 3 tuần và không hề có một bất kỳ thông tin nào. Ngày 16 tháng 4, chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Viết Ngọc là cậu ruột của Linh cho biết, hơn 3 tuần nay gia đình đã phân công đi khắp mọi nơi để tìm kiếm đứa cháu gái bỗng dưng mất tích sau một buổi học. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì gia đình vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì. Bố đã mất, mẹ thì đi làm xa ở miền Nam, nên Linh ở với hai bên nội ngoại ở giữa thị trấn Bình Minh, Kim Sơn, Ninh Bình. Có lẽ vì bố mất sớm, mẹ đi làm xa nên cháu buồn tủi học hành chạnh mạng. Hôm thứ ba là vào ngày 27 tháng 3, Linh đi học nhưng đến chiều thì không thấy về. Gia đình gọi điện cho các mối thân quen để tìm thì cũng không thấy, anh Ngọc chia sẻ. Cũng theo anh Ngọc, kể từ hôm Linh mất tích, gia đình không có bất kỳ thông tin nào về em. Gia đình gọi vào số điện thoại của Linh có đổ chuông nhưng không nghe máy. Những ngày sau đó có thông tin cho rằng Linh có thể đang ở Hà Nội thì gia đình anh Ngọc vội vàng chia nhau lên Hà Nội tìm nhưng vẫn vô vọng. Quan hệ của cháu tôi không có nhiều, gia đình đã tìm đến tất cả những nơi cháu hay đến. Hỏi thăm tất cả những bà con, họ hàng và cả bạn bè quen biết để tìm cháu nhưng đều không có thông tin nên rất lo lắng. Thậm chí nửa đêm có người cho rằng cháu tôi đang ở chỗ này, chỗ kia, gia đình lập tức lên đường đi tìm kiếm. Nhưng rồi cũng phải thất vọng, anh Ngọc bày tỏ. Cũng theo lời người cậu của Linh mấy ngày đầu mất tích, thì chuông điện thoại của Linh vẫn còn đổ, còn có hy vọng tìm được. Tuy nhiên những ngày gần đây thì Linh tắt máy hoàn toàn khiến cho gia đình đang vô cùng lo lắng và hoang mang. Một thanh niên đăng ảnh tự sướng cùng nữ sinh Ninh Bình mất tích hơn 3 tuần. Mới đây, nam thanh niên được cho là người dụ dỗ nữ sinh cấp 3 bỏ nhà và mất tích gần một tháng nay, đã đăng ảnh cả hai chụp chung với nhau với dòng tâm trạng ngắn. Trên trang Facebook cá nhân có tên là BC chia sẻ một dòng trạng thái, em ơi mình đi đâu thế, kèm theo là hình ảnh chụp chung với cô gái được cho là em Hà Thị Phương Linh, 17 tuổi, là học sinh lớp 12 trường cấp 3 Bình Minh, Kim Sơn, Ninh Bình. Đã mất tích hơn 3 tuần nay và không hề có bất kỳ thông tin nào, khiến cho gia đình của nữ sinh này cắt công đi tìm kiếm mọi nẻo đường nhưng vẫn vô vọng. Một điều rất lạ, có rất nhiều bình luận phía dưới những dòng trạng thái của PG, có hàng trăm lời bình luận, thế nhưng nam thanh niên này không hề có bất kỳ một động thái nào, thậm chí không trả lời cũng không thay đổi dòng trạng thái đã đăng lên. Hình ảnh trên Facebook của PG không khó để các bạn bè nhận ra rằng mọi chi tiết khẳng định Linh đang đi cùng nam thanh niên này. Nhiều bạn bè phẫn nộ và lo lắng cho sự an toàn của cô gái 17 tuổi chưa bao giờ đi xa khỏi cổng làng. Xê ơi, bạn có biết rằng bao nhiêu ngày qua tất cả những người trong gia đình Linh đổ xô đi tìm kiếm, tốn kém biết bao nhiêu tiền bạc không? Tại sao bạn lại rủ Linh đi mà không nói cho gia đình Linh an tâm? Linh là đứa thiếu thốn tình cảm cha mẹ và thiệt thòi do bố mất sớm. Một người bạn bình luận. Tiếp những lời lẽ vô cùng tức giận, một người bạn của Xê bình luận. Thằng mất dạy, bố ung thư 4 tháng nay không hề chăm sóc, bỏ nhà đi với bạn gái. Tại sao cả hai không biết thương bố mẹ, thật không thể chấp nhận lối sống của chúng bay. Một bạn gái của Linh thì tỏ ra nhẹ nhàng hơn, khuyên bảo. Bạn có hoàn cảnh thiệt thòi hơn nhiều đứa, chúng tớ luôn ở bên cạnh bạn. Mong bạn bình yên và tìm mọi cách để trở về với gia đình, chứ đi với thằng C sớm muộn cũng có ngày thanh tàn mà hư hỏng. Khi xem lại những hình ảnh trên, anh Nguyễn Viết Ngọc là cậu ruột của Linh đã xác nhận đây chính là cháu mình và nam thanh niên đăng hình ảnh chính là PC cùng quê với Linh đang được hai gia đình và bạn bè truy tìm vì cho rằng C chính là người đã dụ dỗ nữ sinh bỏ nhà. Anh Ngọc thất vọng, cháu tôi quá thiệt thòi về hoàn cảnh bố mất sớm mẹ đi làm xa, giờ chỉ mong cháu về hoặc được biết cháu tôi đang như thế nào. Mới đầu nó còn mở máy điện thoại, đến nay thì nó tắt hẳn. Còn thanh niên kia chúng tôi cũng không biết đang ở đâu, công an đã xác minh nhiều nơi nhưng cũng không thấy. Anh Ngọc cũng bày tỏ sự lo lắng khi gần như chính xác cháu gái mình đang đi cùng nam thanh niên cùng quê, bởi BC bị gia đình liệt vào hạng bất trị. Bố mang căn bệnh ung thư, mẹ thì ngày đêm còng lưng ra kiếm từng đồng để lo chữa trị cho cuộc sống của bố. Tuy nhiên nam thanh niên này chỉ có duy nhất một lần về thăm bố rồi đi biệt tâm.